Trong hát giờ đầu tiên của trận bão tuyết, chúng ta có thể tính độ dày d của lớp tuyết, đơn vị là cm, trong sân nhà chú Hải bằng đẳng thức d bằng 5h. D là độ dày của tuyết theo cm, h là số giờ, mất bao nhiêu giờ để lớp tuyết trong sân nhà chú Hải dày 1 cm. Bạn hãy dừng video và thử tự tính toán. Chúng ta muốn tìm ra h và d. Khi d bằng 1, h sẽ bằng bao nhiêu? Chia cả hai vế cho 5, ta có hát bằng 1 phần 5 giờ. Nếu đề bài hỏi số phút, ta sẽ điền là 12 phút. Câu hỏi thứ hai, trong 1 giờ, lớp thuyết sẽ dày lên bao nhiêu cm? Khi hát bằng 1, đề bằng 5 x 1 và bằng 5 cm. Vậy trong 1 giờ, lớp thuyết sẽ dày lên 5 cm. Tại tiệm bánh bảo thi, C. Chiếc bánh có giá là D đô la, theo đẳng thức D bằng 2C. Số 2 trong trường hợp này thể hiện điều gì? Bạn hãy tạm dừng video và tự trả lời câu hỏi trước nhé. Ta có D bằng 2C. Chia cả hai vế của đẳng thức cho C, ta có D phần C bằng 2. Đơn vị ở đây sẽ là đô la trên một chiếc bánh. Vậy, một chiếc bánh có giá là 2 đô la, nên đáp án A đúng. Đáp án B không đúng vì ta tính ra một chiếc bánh có giá 2 đô la, chứ không phải hai chiếc bánh có giá 1 đô la. Đáp án thứ ba, tiệm bánh bán hai loại bánh. Đáp án này sai vì đề bài không có nói rõ tiệm bánh bán những loại bánh nào.